Xin chào các bác, hôm nay em hạ công xe lân ngày mùng 9 tháng 11 năm 2024 nhá. Công đây, em vừa hạ xong này. Vừa hạ xong này nhận được cái giấy đăng kiểm của cục đăng kiểm Việt Nam. Đây. Chưa bóc luôn. Từ đây em sẽ bóc và sẽ phát cho các bác. Đăng kiểm xong thì các bác lưu ý là khi mua xe là xe công về nhá. Đây là một quá trình các bác có thể tham khảo và lưu ý khi mua xe nhá. Hoặc là đây là ví dụ trực tiếp cho cái cơ sở nhập hàng trực tiếp thôi. Còn các cơ sở mà nhập lẻ thì chắc chắn nó sẽ có hoặc là sẽ chờ ít hơn. Nhưng mà cơ sở nhập hàng trực tiếp thì là công từ bên Nhật đấy, về Việt Nam sẽ có thông quan hải quan đầy đủ cho các bác. Thông quan hải quan đấy, và dỡ công ở Việt Nam. Dỡ công xong thì các bác phải chờ một thời gian đến để đăng kiểm. Đợi các bác đến để đăng kiểm. Đây ví dụ như cái lô này em về 6 xe ngày hôm nay thì sẽ phải đợi các bác đến đăng kiểm. Em sẽ trả số khung, số máy và làm đèn có gương xi nhan làm nào để chạy được và theo thiết kế của nó để các bác ý đến đăng kiểm là duyệt là ok. Đấy, đạt cái nào bác sẽ về bác ý gửi hồ sơ lên trên lên trên cho các sếp duyệt. Duyệt cái là sẽ đợi một hai hôm thì sẽ có giấy này. Đấy, trong cái thời gian chờ đợi thì cũng mất khoảng từ 15 đến 30 ngày. Đấy, ví dụ là hôm lúc nó nhanh thì mất khoảng tuần đến 2 tuần. Đấy, thì hôm nay em về một lô này 6 xe nhá. Rồi xin chào các bác nhá. Đấy, em tiếp tục giới thiệu xe lân hàng Nhật bãi vừa về đây. Thì lúc sáng em vừa hạ công xong thì là đến gần trưa rồi thì em chiều là rảnh là ngứa tay là cho vào rửa hết để quay video cho các bác đây. Đấy, về tổng cộng là 6 chiếc thì có 1 tấn rưỡi, 2 tấn, 3 tấn, 4 tấn. Đấy. Tất cả các phân khúc em đều có nhá. Toàn hàng đẹp luôn này. Đấy, giới thiệu từ to đến nhỏ trước nhá. Đây này, chiếc này thì là Nissan 4 tấn này. Trên này có kẹp vuông này, thắp lưng 5m kẹp vuông nhá. Lốp này đẹp long lanh chưa? Lốp này. Đấy, máy đây. Vàng óng luôn. 4 tấn. Nguyên zin nhá. Lốp này thì đi lại một đường là ngon lành luôn. Đấy, đấu giá trực tiếp. Xe này, máy này, chất chưa? Đấy, các bác cần alo em này, 4 tấn nha các bác nha. Giá thành rất là hợp lý luôn. Đấy, máy vàng ươm. Đấy, rồi là Komatsu 1,5 tấn. Đấy, xe này thì FD 15-20. Đấy, vừa về xong này, máy cũng rất là chất luôn. Hàng đẹp long lanh lấp lánh luôn. Đấy, gầm bệ cầu số máy móc đây. Nguyên zin. Rất đẹp. Toyota 3 tấn số sàn. Vâng ạ, cơ bản. Đấy, lốp thì lốp kép nhá. Lốp kép nguyên bản này. Các bác nhìn về nhá. Về này là nguyên bản từ nhà sản xuất ra này. Thì trong hãng nhá. Đấy, Toyota này. Đẹp long lanh luôn. Chiếc này máy cực kỳ chất luôn, chạy mà có 5.000 giờ. 5.679 giờ. Đẹp chưa? Đấy. Rồi là Toyota em về thêm một cặp là số sàn và số tự động nhá. Đây, số tự động thì có lốp kép dịch càng. Lốp kép dịch càng thắp lưng 3m. Đấy, dịch từng càng các bác nhé. Đấy, các bác nhìn máy thì biết âm như nào. Rửa sạch sẽ gầm bệ cầu số máy móc. Các bác mà qua xem là chỉ việc gọi là chốt mang về thôi. Đấy, đẹp chưa? Cái này thì là 2,5 tấn thắp lưng 4m. Số sàn nữa cơ bản. Đấy, máy này cực kỳ đẹp luôn. Toàn hàng bãi. Giấy tờ đầy đủ. Đấy. Lỗ này. Được chân luôn. 2,5 tấn. Cho bác nghe tiếng lỗ, thích chiếc nào thì qua bên em chọn. Buffet xe lân. Đẹp thật. Buffet xe lân nha các bác nha. Này, Toyota 3 tấn này, nghe tiếng lỗ này. À đây con này rút cọc bình này. Lẽ em bị giật em rút cọc bình ra thôi. Đây. Cắm lại cho các bác. Gan thì hơi thấp.
tăng thêm tí đã hết rung rồi. Đang tì để hơi thấp thì nó rung máy các bác nhé. Đây thì có một xu tuần rưỡi này. Quá đẹp luôn. 1,5 tấn đồ cơ bản. $670. Đấy, chủ yếu là bên kia họ để mộc rêu, các bác nhìn máy nhá. Đây là máy sơn zin nhá. Không có vết cậy mở gì nhá. Đấy, còn bác nhìn rêu mọc này. Để ngoài trời nhìn rêu riếc mọc này. Đấy. Bên này thì là Nissan 4 tấn này. Máy lồ. Máy này nhìn chỉ cũng mê thôi. Đấy, xe sẵn bãi rồi nhá. Các bạn nào mà qua thì alo anh nhá. Vừa trưa nay thì chốt em một em Sumitomo 1,5 tấn này về cho khách hàng này. Xe năng điện. Xe năng điện đứng lái, ngồi lái đều có đầy đủ hết. Các bạn quan tâm thì alo em nhá. 0379 875 765. Đấy, rất hân hạnh phục vụ các bác ạ.